Những năm gần đây, hệ thống hành nghề y dược tư nhân phát triển mạnh cả về số lượng, chất lượng, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân. Chính vì vậy, Sở Y tế tỉnh Yên Bái đã và đang nỗ lực tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực này, giúp nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đồng thời quản lý, tạo điều kiện cho các cơ sở hoạt động theo đúng quy định của pháp luật nhằm mục tiêu phát triển các loại hình dịch vụ y tế. Thời gian qua, hoạt động hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có sự phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng. Trong đó, nhiều cơ sở đã đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện đại, ứng dụng các kỹ thuật cao và cung cấp nhiều dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng, góp phần đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân, giảm tải cho các cơ sở khám chữa bệnh công lập. Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về xã hội hóa lĩnh vực y tế, những năm qua, tỉnh Yên Bái luôn quan tâm tạo điều kiện cho sự phát triển của các cơ sở y tế tư nhân. Theo đó, hệ thống y tế tư nhân có sự phát triển cả về số lượng, quy mô và chất lượng, góp phần thực hiện tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phòng khám y cao Hồng Đức đã đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, tăng cường bồi dưỡng chuyên môn và nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh của đội ngũ y bác sĩ. Phòng khám đã chú trọng đầu tư các phương tiện, máy móc khám chữa bệnh cao cấp nhất trong lĩnh vực y tế. Phòng khám đa khoa, đa ngành, nhưng trong đó chúng tôi sẽ tập trung chú trọng vào những cái ngành nghề mà mang lại những cái thực tế là bệnh nhân đã rất tin tưởng và đặt niềm tin với phòng khám, như cái mảng là khám chữa bệnh chẩn đoán hình ảnh, trong đó nổi bật như là siêu âm, xét nghiệm X quang. Và chúng tôi đã có những cái bác sĩ rất là tay nghề tốt và trang thiết bị máy móc của chúng tôi cũng rất là hiện đại, và bệnh nhân thì cũng rất là tin tưởng với cái mảng chẩn đoán hình ảnh, siêu âm. Ngoài ra thì hiện nay chúng tôi đang cũng đầu tư rất nhiều và sắp tới cũng phát triển rất là mạnh, đó là cái mảng răng hàm mặt. Thì răng mặt là chúng tôi ngoài khám chữa bệnh bảo hiểm y tế các bệnh thông thường của răng hàm mặt thì chúng tôi đã đầu tư đi sâu vào cái mảng cấy cắm ghép implant, là một cái mảng mà có thể mang lại cái hiệu quả rất tốt cho những bệnh nhân mà mất toàn bộ hàm răng. Việc công khai giá để bệnh nhân biết để tránh hiện tượng tiêu cực luôn được phòng khám thực hiện triệt để. Hiện nay, số lượng các phòng khám nha khoa được thành lập và đi vào hoạt động nhằm phục vụ nhu cầu chăm sóc răng miệng đang tăng lên từng ngày. Xác định được điều đó, phòng khám luôn chú trọng an toàn trong điều trị nha khoa ở bất kỳ giai đoạn nào. Việc đánh giá một cơ sở y tế có tốt hay không phụ thuộc rất nhiều vào việc tìm kiếm thông tin trước khi lựa chọn thăm khám. Các yếu tố như đội ngũ bác sĩ có kinh nghiệm chuyên môn tốt, thái độ nhẹ nhàng, tận tình với bệnh nhân, cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị hiện đại, tân tiến cũng sẽ là một yếu tố giúp bệnh nhân cân nhắc về nơi thăm khám. Với phương châm là mang lại cái sức khỏe răng miệng cho bà con Yên Bái và tỉnh lân cận, thì chúng tôi với đội ngũ y bác sĩ có kinh nghiệm, có trình độ, luôn luôn nâng cao trình độ và học hỏi để mang lại cái sự chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho bà con. Đồng thời đó là chúng tôi trang bị trang thiết bị hiện đại đồng bộ, chú trọng các dịch vụ trọng tâm, đó là về cấy ghép implant nha khoa, niềng răng, răng thẩm mỹ, và đặc biệt nữa là về điều trị nha tổng quát thì chúng tôi có cái hệ thống máy điều trị tủy một lần hẹn, đó để giảm cái số lần hẹn cho bệnh nhân, giảm thời gian và giảm đau đớn cho bệnh nhân. Đó. Mong muốn của chúng tôi đó là không chỉ mang lại cái chức năng ăn nhai tốt nhất cho bệnh nhân mà còn mang lại cái nụ cười rất là đẹp cho khách hàng, cho bệnh nhân. Với việc thực hiện chính sách thông tuyến khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế đã giúp người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế mở rộng sự lựa chọn khi khám chữa bệnh và cũng tạo điều kiện để các cơ sở y tế tư nhân thu hút người bệnh. Được tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động, hệ thống y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Yên Bái có sự phát triển cả về số lượng và quy mô, chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng lên. Nhiều cơ sở y tế tư nhân đã chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại, xây dựng đội ngũ y bác sĩ, kỹ thuật viên có trình độ chuyên môn cao. Bệnh viện 103 Yên Bái thì được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và sự đồng ý của các sở ban ngành. Thì bệnh viện đã được thành lập từ năm 2008, từ mô hình 50 giường bệnh đến 100 giường bệnh, và hiện nay chúng tôi đã được Bộ Y tế công nhận cho là một bệnh viện 150 giường bệnh. Chúng tôi liên tục đầu tư các cái trang thiết bị, đầu tư cơ sở vật chất và cái con người để làm sao đó trong công tác khám chữa bệnh được phục vụ tốt nhất đối với người dân. Thì trong những năm qua, bệnh viện chúng tôi liên tục
được sự giúp đỡ của các ban ngành và được sự tin tưởng của người bệnh, nên là cái lượng bệnh nhân đến khám và điều trị ngày càng tăng và uy tín đã được lan tỏa ở không những trong tỉnh mà ở các tỉnh khác. Những đóng góp của hệ thống y tế tư nhân không chỉ dừng lại ở việc giải quyết bài toán quá tải ở bệnh viện công lập mà còn giúp đa dạng hóa dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tạo điều kiện cho người dân được lựa chọn dịch vụ khi có nhu cầu khám chữa bệnh. Tại Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 Yên Bái đã có gần như đầy đủ các phòng ban đáp ứng trọn vẹn nhu cầu thăm khám, điều trị sức khỏe cho người dân trong khu vực. Cảm ơn các y bác sĩ ở Bệnh viện Hữu nghị 103 đã chăm sóc tận tình, chu đáo, nên là cái thời gian tôi nằm viện đây cũng mau chóng phục hồi và cũng có kết quả tốt hơn. Rất cảm ơn các y bác sĩ ở bệnh viện. Tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để hệ thống y tế ngoài công lập phát triển số lượng, chất lượng, góp phần chăm sóc ngày càng tốt hơn sức khỏe cho nhân dân là nhiệm vụ quan trọng được đặt ra với ngành y tế thời gian tới. Trong bối cảnh hiện nay luôn có rất nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng y tế, nhưng nhu cầu của người dân thì ngày càng tăng cao, vậy nên áp lực đối với hệ thống ngành y tế ngày càng tăng cao. Trong đó, đội ngũ cán bộ y bác sĩ phải đối diện trực tiếp căng thẳng và áp lực từ công việc khi họ phải đối mặt khi bệnh nhân gia tăng, số ca bệnh nặng nhiều lên, không ngừng cải thiện chất lượng phục vụ bệnh nhân, thì cùng với đó là phải thực hiện tốt các cơ chế, chính sách xã hội hóa trong lĩnh vực y tế nhằm tạo điều kiện tốt nhất để động viên, thu hút nhân lực ngành y tế cống hiến. Thứ nhất là bệnh viện đang quá tải về số lượng bệnh nhân khám và số lượng bệnh nhân điều trị, thì cũng đang yêu cầu và cũng đang chuẩn bị triển khai để xây thêm một số khu nhà để chúng tôi tiếp nhận thêm những phòng điều trị để nâng cấp lên và để như là theo yêu cầu của bệnh nhân chúng tôi đang rất đông mà chúng tôi không nhận được vì nó quá tải, hay là số lượng người bệnh chúng tôi nhận và điều trị ở đây là so với bảo hiểm y tế là chỉ được gói ép dưới 150 giường nên chúng tôi phải nâng lên. Việc nâng cao chất lượng chuyên môn, y đức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ y tế, những yếu tố là nền tảng vững chắc để các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân tiếp tục đạt thêm những bước tiến mới trong thời gian tới. Ngoài việc góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn, thì đối với các phòng khám, bệnh viện tư nhân, cơ sở hành nghề y tư nhân phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật liên quan đến ngành nghề. Đặc biệt đối với các trường hợp hành nghề y tư nhân phải thực hiện cam kết không được khám bệnh, chữa bệnh khi vượt quá khả năng chuyên môn được cấp phép, yêu cầu các bác sĩ ngoại khoa cam kết không được phẫu thuật tại cơ sở hoặc trái với phạm vi hoạt động chuyên môn của người hành nghề. Thường xuyên trao đổi thông tin giữa Sở Y tế và Ủy ban Nhân dân các cấp, các sở, ngành có liên quan nhằm nắm bắt kịp thời, phối hợp ngăn chặn xử lý các vi phạm, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của cơ sở.